Xin chào các bạn nha. Đây mình vừa phát hiện con kỳ nhông đây. Kỳ nhông con thôi nhưng mà nó nằm ở vị trí rất là đắc địa các bạn. Đây. Từ một cái ngọn mít khúc đen khúc trắng mà mình đã phát hiện ra con kỳ nhông này các bạn. Kỳ nhông con này rất là nhỏ này các bạn. Đây. Các bạn có thể thấy này. Đây. Cái nhông nhỏ này giống như diệu sâm bình nha các bạn. Nó đang rất là lo sợ nha các bạn. Đây. Để xem nó nhỏ cỡ nào thì mình đã so ngón tay của mình với nó này các bạn. Đây. Rất là nhỏ. Đây là mình quay kỹ cho các bạn thấy nha. Đây. Mới đây. Đó. Sâm bình từ bé. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào. Ui, 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 ui.